kéo ra rồi. Cậu này cao đẹp. Em này tàu cái nha, tàu cái. Cabin 2,5 tầng. 6 mấy ngàn nha. Ghe của Tài Lợi. Tài Lợi này cũng mấy cặp đó. Cậu cao. Không có xài sàn khô đâu. Xài xa nha. Xa là xa đôi. Mà dây cu go chứ không có xài ban thiết lực. Một măng neo. Dài 24-25 mét. Cũng là tàu cái luôn nha. Tàu cái luôn. Ghe Tài Lợi đó, cẩu cao. KR93278TS. Ồ, này làm cái làm đực được luôn. Muốn làm gì làm. Nó cũng cỡ 61-62 gì đó. Tài Lợi này ít xài sàn khô lắm nha. Phía sau nữa nè, chờ nha quý vị. Chờ xem nha. Chiếc này chiếc cái quá, đúng rồi. Cái mà đôi khi làm đực không chừng nữa. Người nhiều thì tàu cái nha. Đực thì thường đi có 3 người, 2 người hoặc 4 người. Dài 24 mét đâu lại. Em này hình như tàu cái luôn nha. Tài Lợi. Mẫu này đầy cũ quá. Cabin 2 tầng. Ồ, chiếc đực quá. Này chiếc đực quá. Cabin 2 tầng à. Đúng rồi, đực. Dài 22 mét đổ lại. Không cỡ 6 mét đó quý vị. 6 mét 6 mét 1. Nhiều khi giờ ta xài tàu đổi đó. Cái được lộn xộn. Thêm một chiếc nữa nha. Chờ đợi coi nha. Mà mình thấy chắc nó là tàu đực đó. KR95679TS. Ghe Hồng Phúc nha. Ta đơn. Chuyền dây cu ro. Cabin 2 tầng. Ngang 5 mét mấy.
24m đổ lại nha. Chiếc phía sau là chiếc tàu đực nha. Chiếc trước là chiếc cái nha. Chung đòn thân màu đỏ trắng đó. KR95609TS. Cái sao bách máy ngang nha. Cabin 2 tầng rưỡi. Hồng Phúc này chịu ốp inox chứ lắm. Nhìn dàn ghe của ảnh là dữ dằn lắm. Inox cứng cáp như thành nghiệp gì đó. Hai móng neo. KR95473TS. Cabin 2 tầng. Tàu đực ngang 5 mét mấy. Xà đơn Vicoro. Ồ ghe này của Kiều Diễm. Rồi khác nữa rồi. Cái màu giống giống ha. Cẩu ba chân. Sàn khô làm che để che xa không à. Tàu đực nha, ghe tài lợi, cabin 2 tầng. Ồ, mẫu này đời cũ rồi. KR1394TS. Ngàn 5 mét máy. Ồ, xài lô thùng. Lô thùng cuốn cáp á. Dài 22m đổ lại nha. Tàu đực nha quý vị, tàu đực nha quý vị. Tàu đực, tàu đực. Lần này gán quay cho nhiều nha. Năm nay quay cho nhiều nha. Năm sau là nghỉ quay rồi nha quý vị. Năm sau từ siêu nghỉ quay rồi. Quay cảnh khác rồi, không quay cái tắc cậu này nữa nha. Ồ, cái của nó đó. Tàu cái của nó đó nha. Sao bách máy ngang. Mỗi lần mà thấy cái mũi lô ở trước mà ốp inox á là nhìn thấy nó ngầu ha, cứng cáp ha. Một máng neo xài xa. Xa này là ben thủy lực nha, xà đơn nha. Sàn khô thì hai chân. Này tàu đực. Tàu cái đây. KR90151TS. Hai chiếc này chắc cặp quá. Sao mất mấy ngàn nha. Ở sau tàu cái nữa nha. Tàu cái nữa, tàu cái nữa. Ở trên nó dài nhìn nó đẹp ha. Chiếc này dài 26-27m. Đóng một chiếc ghe thì tốn tiền rồi, mà mua đồ lên trên ghe xài tiền ác nữa. Nhiều thứ tiền lắm quý vị ơi. Phía sau tàu cái nha.
này cũng tàu cái luôn nè. KR 94625TS 6 mét mấy bề ngang, 2 mắng neo. Mà ghe xài lúa bã nha. Làm lan can đây có lợi lắm. Ô, gắn gà đa luôn, quá VIP luôn. Sàn khô 4 chân. Ồ, có nuôi một con chó mực nữa kìa. Rồi, mấy anh em ngư phủ đang soạn cào. Dài cũng 26-27 mét nha. Hồng Thu em này cũng 6 mét mấy bề ngang nè, 61 6 mét 2 gì đó. KR 90479TS sàn khô thì không xài chân nào, xài lô bả. Hino, Hino, Hino nha quý vị, Hino 1050. Dài 24-25 mét. Chiếc này tàu đực nha. Ngang 5 mét mấy. Tàu đực của chiếc 25 nãy á. Tàu đực luôn nha, tàu đực của Hồng Thu nha. 5 mét mấy ngang. Đổ ngà sướng lỗ tài quá ơi. Quá mặt luôn, chạy Hino luôn nha quý vị. Tôi đọc Hồng Thu này là chạy Hino luôn nha. Đực nha, đực nha. Tàu đực. Tàu đực của Tài Lợi. Ngang 5 mét mấy. Một mắng neo. KR 94365TS. Tàu đực nha. Tàu đực của Tài Lợi. Sàn khô thì không có xài. Tài Lợi này không có xài sàn khô. Xa này là xài ben thủy lực. Ngang 5 mét mấy. Tàu cái nha, tàu cái nha. 6 mét mấy ngang nha. Đẹp nha. Mấy chiếc kia bầu bữa nay chạy quá chạy. Kéo rồi, kéo rồi, kéo ra rồi, kéo ra rồi. Cậu này cao đẹp. Tàu bin 2 tầng rưỡi. Ben thủy lực. Sàn khô thì 4 chân. Xa đôi nha quý vị. Xa đôi.
máy lạnh luôn. Dài 24m đổ lại nha. Bô lửa máy đèn. Chiếc này đánh ốc nha, đánh ốc 3m mấy ngang. Ốc đặt bực tuột á, đang soạn ốc ra. Ghe tên là Thu Sơn. Cũng là ghe đánh ốc nữa nha, cũng của Thu Sơn, 3m mấy ngang. Mũi lô cao ha, Carré 95876 TS. Dài 13-14m. Lấy chiếc nha. Chiếc này làm nghề đánh ốc luôn nha. Ghe kim tiên, lấy đầu thấp 3m mấy bề ngang, dài 13-14m.